Chào tất cả các bạn đã đến với chương trình tư vấn du học online của công ty du học Tân Đại Dương. Và chương trình này thì công ty du học Tân Đại Dương xin chia sẻ với các bạn thông tin về trường cao đẳng quốc tế Portsmouth, viết tắt là ICP, là một trong những trường thuộc hệ thống các trường ở Navitas. Trường cao đẳng quốc tế Portsmouth ICP tọa lạc tại thành phố Portsmouth với nền văn hóa và lịch sử lâu đời. Portsmouth thì nằm cách trung tâm London khoảng 90 phút đi xe lửa và kết nối với khu vực trung tâm bởi hệ thống giao thông hiện đại. Thì trường cao đẳng quốc tế Portsmouth thì thuộc hệ thống các trường cao đẳng quốc tế của tập đoàn Navitas, là trường cao đẳng liên thông với trường đại học Portsmouth, nằm trong khuôn viên của trường đại học Portsmouth. Thì ICB cũng cung cấp các chương trình chuyển tiếp cho sinh viên quốc tế vào học cho chương trình cử nhân và thạc sĩ tại trường đại học Portsmouth, một trong những trường thuộc top 5 sao về đào tạo các ngành kinh doanh, kinh tế. Chương trình đặc biệt thì phù hợp với các bạn đã kết thúc lớp 11 hoặc là lớp 12. Và học sinh thì sau khi hoàn tất xong lớp 12 và nếu học tại ICB lên đại học Portsmouth thì chỉ cần học khoảng 3 năm là có thể lấy được bằng cử nhân. Các khóa học tại ICB thì được thiết kế bởi đại học Portsmouth. Và hoàn thành chương trình cao đẳng tại ICB thì sinh viên sẽ được đảm bảo vào năm thứ 2 của trường đại học Portsmouth. Và hiện tại thì công ty học Tân Đại Dương đang là đại diện tuyển sinh chính thức của trường cao đẳng quốc tế Portsmouth ICB tại Việt Nam. Và mọi thông tin chi tiết thì các bạn có thể truy cập vào website tandaiduong.edu.vn hay là tddvn.com để tìm hiểu thêm thông tin chi tiết. Nhân đây thì Tân Đại Dương cũng xin chia sẻ với các bạn những thông tin về trường đại học Portsmouth. Thì trường đại học Portsmouth thì nằm tại trung tâm thành phố biển cùng tên, nơi có cảng, có đội bóng Bremer Ship cùng với nhiều địa điểm du lịch thú vị như là Hasfinaker được nhiều người biết đến. Được thành lập từ năm 1870, trường luôn chú trọng tới vấn đề duy trì chất lượng giảng dạy tốt nhất, kèm theo đó là sự đầu tư và đổi mới nhiều mặt cho phù hợp với nhiệt độ phát triển của nước Anh và trên thế giới. Mỗi năm thì trường có khoảng 20.000 sinh viên, trong đó có hơn 2.500 sinh viên là ở quốc tế đến từ hơn 80 nước trên thế giới. Vì vậy thì bạn sẽ luôn cảm thấy sự thân thiện và hòa nhập khi đến Portsmouth. Trường còn thu hút rất nhiều giáo viên từ khắp nơi đến từ nhiều nền văn hóa khác nhau. Trường được đánh giá cao trong hàng ngũ các trường đại học quốc tế và luôn có tỷ lệ học sinh tốt nghiệp xin được việc làm rất là cao. Sinh viên nước ngoài học tại trường thì luôn nhận được sự quan tâm và giúp đỡ rất là tận tình và hiệu quả từ văn phòng quốc tế, từ việc học tập cho tới nơi ăn, trốn ở và việc đi lại. Trường có nhiều khu ký túc xá dành cho sinh viên có đủ tiện nghi, nơi vui chơi, giải trí, thể thao. Và đối với các ngành, trường thì còn có các ngành học đa dạng. Các sinh viên còn có mong muốn học đại học hoặc là cao học tại trường thì sẽ tìm được các khóa học thích hợp với sở thích và mục tiêu của mình trong tương lai. Về chương trình học tại trường thì trường đào tạo các chuyên ngành như là kinh doanh, kế toán, tài chính, máy tính, kỹ thuật, luật, toán học, công nghệ sáng tạo, khoa học. Các khóa học bao gồm như là tiếng Anh học thuật, dự bị đại học, năm nhất cho chương trình đại học. Yêu cầu đầu vào thì đối với chương trình dự bị thạc sĩ thì yêu cầu bạn phải hoàn tất lớp 11 với điểm trung bình là từ 6,5 mà tốt nghiệp lớp 12 với điểm trung bình là từ 4 trở lên và IELTS từ 5.5. Đối với chương trình năm nhất đại học thì yêu cầu bạn phải tốt nghiệp trung học phổ thông, điểm trung bình là từ 6,5 trở lên và IELTS là từ 5.5. Và nếu như các bạn còn đang thắc mắc về chương trình học cũng như học phí hoặc là các thủ tục hồ sơ để xin visa du học tại Anh Quốc như thế nào thì các bạn hãy liên hệ ngay với công ty du học Tân Đại Dương, công ty du học hàng đầu tại Việt Nam và hiện nay là đại diện tuyển sinh chính thức của trường đại học Portsmouth và trường cao đẳng quốc tế Portsmouth của Anh Quốc tại Việt Nam. Và mọi thông tin thì các bạn hãy gọi vào số điện thoại là 0838382080 hoặc là 0838484879, hoặc các bạn có thể truy cập vào website tandaiduong.edu.vn hay là tddvn.com với chuyên mục là du học Anh Quốc. Hoặc các bạn cũng có thể lên trực tiếp tư vấn tại Tân Đại Dương qua địa chỉ là 902 đường Trần Hưng Đạo, phường 7, quận 5 hoặc là 148/1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận 1. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.